Hello, xin chào các bạn, và trong trận đấu này mình sẽ chơi vị tướng Zuka với bộ trang phục của giáo sư sừng sỏ, một bộ trang phục gọi là đi dạy học nhá các bạn. Và trong trận đấu này hiện tại team mình đang có Violet Ari này, Bina này và Illumia. Rồi đối phương có Murat, Nakoros, được cái gì đây? Tôi có bị nhìn nhầm không? Hai rừng à? Tại sao lại có thể tranh lên nhở? Rồi, Ignis, Tetanet và thêm vào trong trận đấu này mình sẽ leo danh cao thủ với vị tướng Zuka nhá. Hiện tại thì mình có mời thêm vào hai người trong clan PTG để có thể cùng giao lưu và nói chung thì kết hợp trong trận đấu để có thể là ăn ý hơn. Rồi, và hiện tại thì có một bạn thì danh Kim Cương, thế nên là khi vào xét duyệt trận đấu thì nào anh em cũng gặp được rất là nhiều các bạn khác ở danh Kim Cương nhá. Thế nên là không có gì gọi là bất ngờ đâu. Ok, rồi vào trận đấu thôi. Có lẽ hơi bị khó khăn. Murat với cả là Nakoros chung một trận đấu thế này mà còn chung một đội luôn, rất là khó. Cái này như kiểu là tranh lên hay sao mình cũng không biết được. Nếu tranh lên thì tốt quá. Đấy, hai bạn này đánh nhau rồi cãi nhau đủ kiểu thì đấy là cái lợi cho team mình nhá. Rồi ok. Rồi, và các trang bị cho vị tướng này thì mình sẽ giới thiệu trong trận đấu để có thể anh em thấy rõ hơn về sức mạnh của vị tướng Zuka. Ok, bây giờ thì mình sẽ gọi là kéo cái quân màu xanh ra nhá. Đến thời điểm tại thì nếu mà anh em rút canh từ máy tính, anh em chỉ cần đánh nhẹ một con bùa lợi thôi để có thể nó chạy ra khỏi cái khu vực đấy, sau đó anh em mất trở về lên để có thể farm. Cái này để có thể là gọi là giúp cho đồng đội mình không bị mất cái con bùa nhá. Là canh bùa đấy. Quay. Khổ quá. Trong trận đấu này hiện tại thì gọi là vị tướng Ari xin cái đường kinh công, thế nên là mình nhường đường kinh công mình xuống đường rồng solo với Tetanet với cả thêm nha, rất khó, một solo hai khó vãi trưởng. Ok rồi, con chim rồi, ô cực vãi cả chiến công đầu luôn. Bên này bây giờ là một phong cách mới này, Nakoros solo đường kinh công này thật sự rất là khó. Ok, chơi luôn này, một này, hai này, ok, ba này. Đấy, nếu mà mình có chiêu cuối bộc phá là chắc chắn đau nát chết thôi. Đấy là bộ combo mà mình hay sử dụng cho vị tướng Zuka nha. Chiêu 1, chiêu 2, chiêu 1, chiêu cuối. Đấy, anh em cố gắng ấn thật là nhiều để có thể gọi là quen tay. Thôi, té. Té, trời ơi, mình không cứu được Mina. Rồi. Khổ quá, Ari solo với Nakoros rõ solo nhau thế kia. Ok, bây giờ thì mình sẽ móc nha. Đang có Violet mà. Đợi xíu, nó lên cao đã. Ôi thôi, Murat té, trời ơi. Ganh kiểu gì gặp ngay rừng đối phương như thế này. Thôi, nát rồi, chết mất Mina rồi. Thôi té đi. Khó thật sự luôn. Rất là khó có thể là cứu được, tại vì là mình không mang phép bảo trợ cấp cứu này. Ôi sao lại đi lỗi thế đấy. Hỏi chấm luôn. Mình cũng chịu thật sự đấy, bó tay rồi. Dừng ngây thơ quá thì không ngờ lại có một thanh niên là tham trụ hơn cả cái mạng sống thế này. Ok, rất là thơm được một mạng, và bây giờ là mạng của Thêm nhá. Thêm ơi, đứng lại Thêm ơi, em yêu Thêm thôi, em quý Thêm thôi, em không yêu nó đâu. Ba người thế này làm sao mà yêu thương nhau nổi, yêu thương nhau làm cái gì nữa đây. Rồi Murat đây, Murat rồi. Té nó, chơi nó luôn, vã nó luôn, vã. Rồi, một gậy nhá. Ok, lên bảng điểm số, và bây giờ là vị tướng chết chưa. Ôi, tí nữa thì mình vẹo này. Tí nữa thì vẹo, quá lên luôn. Ok, hiện tại là mình đã ăn được 2 mạng rồi. Trang bị cho vị tướng này thì có sự thay đổi một chút. Anh em để lên thương Rodinus, dày kiên cường, thương xuyên phá, phức cập kiếm, gọi là trang bị giáp thống cổ và Hercules thịnh nộ. Đấy, gan thịnh nộ đấy. Đây là các trang bị cho vị tướng Zuka, em thể nhìn thấy là nó có xuyên giáp, có gọi là có chống chịu này, đấy, có kháng phép luôn từ cái gan thịnh nộ nha, nên là cái trang bị này nó khá ổn. Anh em lên như thế này thì vẫn đảm bảo 100% là sức mạnh của Zuka vẫn phát huy hết nha. Ok, bây giờ mình sẽ cho anh em thấy này. Rồi lên bảng còn gì nữa. Ôi nó có xíu kìa. Thôi, ô vai sao kéo được vậy, hack à. Xa như vậy kéo được, biết vậy là mình đi lại gần Mina còn hơn. Rồi mình cứ nghĩ là không kéo được cơ. Thôi, anh ơi. Hay em còn vợ con ở nhà, khổ quá cơ. Giết chết em thì lấy đâu ra mà gọi là anh có nuôi được vợ con em không hả? Thêm. Đây, chơi luôn ai chiêu cuối rồi. Ok, bộc phá. Đừng có nhờn nha bưởi. cứu. Nó quật cho chiêu cuối là mình chết tươi rồi đây rồi. Ok, Murat à, Murat rồi kìa.
Zuka là một trong những vị tướng mình đánh khá là nhiều. Và đây là một vị tướng mình đã có gọi là một danh sách phát riêng dành cho vị tướng Zuka. Từ lúc mà nó mới ra mắt thì mình chơi rất rất nhiều nha. Ok, và thế nên là cái hiện tại giờ thì combo vị tướng này thì lâu không chơi thì mình vẫn có thể là quen thuộc sử dụng thôi. Đấy. Còn đối với Zuka thì nó bị giảm sức mạnh, chỉnh sửa sức mạnh khá là nhiều sau tất cả các mùa. Thế nên là không còn được gọi là khỏe như cái đợt mà nó mới ra mắt nữa. Vậy nên là khi mà bây giờ sử dụng thì anh em cô sẽ chơi khó khăn hơn rất là nhiều so với lúc trước nha. Đó, chơi rất là khó khăn. Ok, nhưng mà cái đấy thì không thành vấn đề gì dành cho những anh em nào mà sẽ gấu súng tốt. Bạn ấy xin mình, trời ơi, bạn ấy xin mình từ đầu game đến giờ. Gọi là xin cái đường kinh công mình đã nhường cho đường rồng rồi. Bây giờ lại xin chắc không ăn được na cà rốt xương quá. Na xương quá thì phải đuổi mình xuống đây. Ok, mình sẽ xuống luôn nha. Rồi, ở cái chiều cuối này dạ nhau tí thôi. Rồi, hiện tại thì na cà rốt nha. Na cà rốt kìa. Mina không, Ari không solo được với Nakaroth thì bây giờ thì mình sẽ thay mặt cho Ari chơi khô máu Nakaroth luôn. Ấy, vừa mới nhắc đến thanh niên này, đốt thương mũi cũng thiền như này. Rồi, rồi, đây có hàng này chứ đâu. Bỏ qua Nakaroth mà ăn cái ông già này thôi. Ok, một mạng nữa này. Đó, anh em làm sao cố gắng sử dụng thần thạo cái chiêu 1, chiêu 2 rồi nhảy luôn chiêu cuối cho nó ngầu. Gọi là áp sát đối phương sau sử dụng chiêu cuối luôn để ăn mạng nha. Vừa xong thì mình đã sử dụng thành công rồi. Ok, hiện tại thì ăn được 4 mạng rồi, nhưng mà cái con điểm, cái con số hỗ trợ thì vẫn là không thôi. Như này người ta gọi là tham quá, chơi mà không hỗ trợ thì gọi là tham quá. Nhưng mà thật sự thì không có cơ hội để hỗ trợ thôi, chứ mình rất muốn hỗ trợ nha. Bây giờ mình sẽ bắt Nakaroth này, trả thù cho Ari vừa xong bị hấp diêm, bị bắt nạt. Ok rồi, sống sao, lên bảng còn gì nữa. Na trong trận đấu đánh lỗi quá nhở, lướt qua tường không qua. Rồi, nhảy qua tường nhưng mà không qua. Một phong cách Nakaroth đi solo top leo danh cao thủ mình cũng thấy là khá, không phải solo top mà solo đường kinh công, mình đây là thấy là khá là thú vị. Đây là gọi là khám phá ra một cái một cái điểm mới trong Linko Mobile. Rồi, bây giờ thì mình đã ăn được tổng số nửa mạng của team rồi nha. Khi mà vị tướng Zuka đã xanh rồi thì anh em không cần lo ngại đối vị tướng này. Đó là không phải lo ngại là dồn sát thương này có chết được xạ thủ đối phương hay không. Chắc chắn anh em một điều là sẽ đây em hàng ôi, đang nhảy sang cái thanh niên đồ, chạy đâu nè Nakaroth này. Rồi, cổ vá trận đấu này cứ gặp mình nên mình phải phang cho rồi ngu người nha. Ok, một mạng nữa, hỏi chấm luôn. Tiếp tục này, bây giờ bắt ông già nha, ông già. Ôi đau thế. Thôi quay lại chơi thêm. Ôi thôi may quá mình có xíu máu thôi. Thêm vừa giơ một cái thanh đao rất là to, quật chiều cuối xuống làm tí nữa thì mình vẹo xương sống này, tí nữa thì chết luôn. Rồi, Zuka có một cái quả mông rất là bự, rất là to, vậy nên là anh em có thể nhìn thấy là nó di chuyển khá là chậm chạp. Nhưng mà cố gắng làm sao sử dụng bộ kỹ năng để giúp cho vị tướng này nhanh hơn, cơ động hơn nhá. Vì bộ kỹ năng của vị tướng này nó... Đó, tại sao là mình có thể sử dụng chiêu 1, chiêu 2 rồi chiêu cuối, anh em phải nhìn thấy là chiêu 1, chiêu 2 thì nó có dàn thời gian bằng nhau. Vậy nên khi sử dụng chiêu 1, chiêu 2, chiêu rồi kích hoạt chiêu 1 tiếp thì cái thời gian hồi chiêu 1, chiêu 2 nó sẽ gọi là đồng đều với nhau hơn. Lần sau anh em combo thì nó đấy, anh em nhìn cho 6, 5 này, 4 này, 3 này, 2, 1 này. Rồi, hồi luôn chiêu này, thấy chưa? Mình đã nói rồi, anh em phải cố gắng sử dụng như này thì chiêu 1, chiêu 2 nó sẽ đồng đều, nó sẽ hồi rất là nhanh. Vậy là hồi cùng lúc cho anh em đấy có thể là combat lần sau sử dụng combo nhá. Ok, tiếp tục nha. Đây nha, mình sẽ bắt Murat này. Murat này chạy đâu rồi? Đến bảng rồi. Thanh niên Murat ngây thơ quá. Hiện tại thì trận đấu này dừng đối phương mình cũng không biết là Murat hay là Nakaroth nữa. Khi mà đều mang phép bổ trợ chính trị và nâng lên thành tê tái hết rồi. Đó, không quan tâm, nhưng mà quan tâm là ăn được những cái vị tướng đấy là hạnh phúc rồi. Phải công nhận là Nakaroth cơ động đến thế mà Zuka vẫn đuổi được nha. Hay là do gọi là bạn kia đánh Nakaroth không được hay.
Rồi, thôi. Mất rồi. Vậy là chạy biến về mất rồi. Mình sẽ cố gắng hỗ trợ nha. Bây giờ muốn kiếm cái điểm hỗ trợ mà khó khăn quá. Cứ động một tí thôi, gọi là động chạm nhẹ vào người thôi đã có mạng rồi. Nên nay làm sao mà hỗ trợ ở đây. Ok. Rồi. Mình đã lên thành công được phước cập kiếm về. Rồi từ 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 nhá, đừng có hổ báo nha. Murat nó ảo ảnh chạm cho. Đây là bây giờ mình sẽ xuống bắt Nakaros này. Cái chị Nakaros này khổ quá, cứ làm em phiền lòng cơ. Ấy thương nhớ ai ấy, suốt ngày đêm nhớ Nakaros đây chứ đâu nào. Chiều 1, chiều 2, ok, chiều cuối lên bảng đi. Mình sẽ đuổi bằng được nha. Có mà sống vào niềm tin. Sống niềm tin và hy vọng này. Ok, tần tánh thôi. Nakaros cơ động đến mấy thì cũng phải lên bảng thôi, khi mà dính chọn bộ combo của vị tướng Zuka. Đó. Hiện tại là mình đã ăn được 8-0 rồi. Nói chung đề toàn những cái mạng mà tự kiếm thôi, còn đồng đội hỗ trợ thì cũng không được mấy. Từ từ nhá, bây giờ làm sao mà dình bắt được tao nát kìa với cả Ignis kìa. Đây, hàng. Ôi chạy nhanh thế. Thôi. Khổ quá, ai chơi chạy vào trụ thế, mình dụ mãi không ra. Ok, tao nát kìa, bây giờ mình sẽ băng trụ để bắt Ignis ta. Rồi, ok, chiêu cuối luôn này. Ok á. Khổ quá cơ. Sử dụng cả chiêu cuối rồi mà vẫn bị cái chiêu cuối của Violet bắn cho tơi tả. KS nhanh chóng. Thôi, như thế là mình đã có một điểm hỗ trợ rồi, hạnh phúc phải. Thường thường thì trong trận đấu anh em hay quan tâm là cái mạng hạ gục, anh em thích ăn mạng hơn, nhưng trong trận đấu này hiện tại là mình ăn mạng này quá đủ rồi. Mình cần là điểm hỗ trợ. Hỗ trợ đi. Đấy. Rồi bây giờ lên cái thương xin phá có xin giáp nha. Lên một chút này đi, nhìn hiện tại thêm rất là trâu bò và rơi teo nát này, ra bắt teo nát luôn, bắt bò lạc luôn. Ủi xinh vãi, leo vào 10 thế này sao mà thọt thế. Thọt thế hả nàng ơi. Rồi không có đâu, bây giờ mình sẽ nước bụi nha, đợi chờ gọi là con nai vàng ngơ ngác. Đấy, đạp chết bác thợ săn. Đây từ từ nha, bây giờ thì mình đang đi là săn này. Săn thôi, không được rồi. Cái này là căng quá, ăn một thì còn được, chứ mà mình gặp Murat thì không chế. Đối với tướng Zuka này gặp không chế rất khó chịu nha. Zuka thường thường là gọi là nhanh, tốc độ. Đấy, anh em làm sao sử dụng combo để đặt mạng rất là nhanh và tốc độ. Nhưng mà đã gọi là bị không chế rồi thì cái việc tăng khả năng sức mạnh vị tướng Zuka này rất là khó. Đó, rất là khó nhá. Bây giờ sẽ là Nakaros này. Lần này thì có mặt chạy hộ cái. À, vẫn chạy được kìa. Khổ thân thật. Cứ gặp mình là chạy gọi là bỏ hết dép ra chạy luôn. Giày dép bỏ hết ra để chạy Nakaros đấy. Ok. Hiện tại team mình cũng rất là xanh rồi. Đối phương thì lép vế quá, ăn được 7 mạng thôi. Tiếp tục này, Murat và Nakaros cặp đôi hoàn hảo trong trận đấu. Trời ơi. Nói chung thì đánh danh với anh em cố gắng làm sao nhường nhịn cho đồng đội một chút, đừng có tranh nha, đừng có tranh lên nha. Đấy nhà Nakaros này. Lần này tắt điện rồi, tắt nắng rồi, sống sao. Ôi thôi nhảy xịt thế này. Khổ quá, phải chấm luôn. Nakaros tưởng tượng cơ động đến thế mà trận này fit quá. Ok, và bây giờ thì mình sẽ cố gắng kết thúc trận đấu nha. Nhưng mà rất khó. Nói là kết thúc trận đấu thôi, đấy là nói bằng mồm. Nhưng mà chúng ta thực hiện bằng cái thực tế gọi là làm ấy. Nói thì rất đơn giản nhưng mà bắt tay vào làm thì rất là khó. Vì sao? Cho trận đấu này hiện tại đối phương đang có gọi là muốn ôm thủ, quyết thủ để có thể là lật kèo trong trận đấu. Vậy đây là bây giờ rất là khó khăn để có thể lấy được cái trụ nha. Cứ ignite với cả là teo nát dọn lính đến nay thì bao giờ mới xong. Rồi, con bùa xanh. Rồi, mình xin lỗi nhầm thì bùa đỏ. Chết, lộn rồi. Hơi bị lộn rồi. Mắt hoa hết rồi. Con bùa đỏ này đi gọi là con bùa xanh. Ok, xin lỗi anh em nha, lag quá. Ô lag thế. Tự nhiên giật lag thế. Rồi. À, bây giờ thì lấy nốt cái trụ cái hiện tại là cái đây, có hàng đây chứ đâu. Rồi, chiêu cuối này, ô kìa, thôi, nó còn xíu máu kìa. Đáng tiếc quá, thổ thực nát rồi, hai cái chiêu cuối này thì làm sao em sống nổi đây. Thêm với cả là Murat kết hợp hai chiêu cuối, rồi là mình mới lên được cái giáp thống cổ. Ôi giời ơi, sẽ đăng nhập vào giờ vàng thế này. Hóa ra lag quá. Mình nhận cái thông báo từ Lego Mobile. Nó báo về máy phát lag tung chảo lên được.
Rồi đừng có quăng game nhá, team thiếu người nhá. Hiện tại thì team mình đang có Doramina khá là trâu bò với cả Ari nữa. Rồi hình như là Ari lên trong trận đấu này là full tank thì phải, nhìn vạch màu trâu vãi trưởng. Trâu cực kỳ luôn. Rồi thôi nát rồi, muôn đời nát rồi. Nói làm cho quả double kill ở đây thì sợ lắm cơ. Ok, bây giờ mình sẽ lên luôn nhá, hay quá nhá. Rồi thêm nó phải lên bảng. Các trang bị cho vị tướng này mình đã giới thiệu cho anh em rồi, anh em có thể tham khảo nha, chứ còn mình không bắt buộc anh em phải lên như thế. Ok, kinh công luôn nào, kinh công luôn. Ăn kinh công để có thể kết thúc trận đấu luôn nha. Hiện tại thì đối phương gọi là muốn lật kèo, làm sao để có thể không khiến cho đối phương không thể lật kèo được nha. Rồi, ôi chạy nhanh thế, mình có làm gì đâu, có động chạm gì đến mạng đâu mà khổ quá. Nhìn đi gấu béo nó chạy hết rồi, chạy gấu béo cứ nhìn cái gấu chạy này thì làm sao mà có người yêu được nhỉ, khổ quá. Rồi nói chung bây giờ có vua kinh công rồi thì ở cả team đi chung thôi, nhưng mà nếu mà ôm trụ kia rất khó. Bây giờ chúng ta phải vào hẳn cái đường kinh công kìa, cái đường thẳng gọi là cái trụ đường kinh công bây giờ là hết sạch rồi. Ok, đi chung luôn nhá, mình sẽ bỏ qua đàn lính này để đi chung luôn cùng với đồng đội này. Nacrot rồi, kệ đi, kệ Nacrot đi. À đây vẫn còn quay ngược lại nhờ. Ok, dọa nhau tí thôi. Bây giờ thì sẽ hay quá, tao nát được tương chết rồi. Hay quá. Ok, vào luôn này. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng chiêu cuối luôn nhá. Ok rồi, lên bảng. Chưa kịp nhảy đã chết rồi, nặng mông quá. Rồi, vã luôn. Ok, xác định nha. Nói chung thì mình sẽ kết thúc trận đấu tại đây. Và cảm ơn người đã theo dõi video của mình. Và anh em nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Yêu tất cả nhà đây chứ, bye bye. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.